Các bé thân mến, hôm nay cô Phương sẽ dạy chúng mình đọc bài thơ Cầu Vồng do chú Nhược Thủy sáng tác nhé. Mưa rào vừa tạnh, có cái cầu vồng. Ai vẽ cong cong, tô màu rực rỡ, tím xanh vàng đỏ. Ồ hai cái cô, cái rõ cái mờ. Ai tài thế nhỉ? Các bé vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ Cầu Vồng do ai sáng tác? Bé thấy hiện tượng gì xảy ra trước khi có cầu vồng? Mưa rào vừa tạnh thì xuất hiện cái gì nhỉ? Bây giờ các bé hãy cùng đọc lại bài thơ Cầu Vồng cùng với cô Phương nhé! Mưa rào vừa tạnh, có cái cầu vồng. Ai vẽ cong cong, tô màu rực rỡ, tím xanh vàng đỏ. Ồ hai cái cô, cái rõ cái mờ. Ai tài thế nhỉ? Các bé thân mến, chúng mình vừa đọc bài thơ Cầu Vồng do chú Nhược Thủy sáng tác cùng với cô Phương rồi đấy. Cô chúc các bé đọc thơ hay, diễn cảm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé yêu!